nhiều anh. Thế anh Chào con trai ơi, anh Bùi có đứng yên Phượng luôn. nhá. Rồi hai anh chém gió đi nhá, em đi ngủ đây. Ok, chúc em ngủ ngon nhá em nhá. Để anh follow 15 nhá, năm ngon nhá. Và Anh sang đấy anh cứ cập nhật cho anh em anh ạ. Anh ok, cũng sẽ đang cập siêu nhật cả là gì. mai sẽ cập nhật cho anh. Mai sẽ là ngày mai và ngày kia là sẽ bùng nổ tất cả Ba tư anh luôn em anh cộng ba đồng tư. mạng và những người fan hâm mộ của Tuyền hay bất cả bạn bè của Tuyền là sẽ biết trường gà Phượng Hoàng đỏ nhé, chế độ ưu đãi và mô hình đường đi rất chi là tiện lợi cho anh em, thì coi anh em có thể đi ngoài về trong ngày mà Phương Hoàng sáng đỏ sớm đi gần nhỉ. tối về. Mà bây giờ nhá, tại vì thôi Lâm đi nghỉ đi, anh em tư Vâng. vấn với mấy anh em Lâm ơi ngủ ngon hai nhá. cái nhá. Ok, chào em nhá. Yeah. Anh ấy chặn em rồi à? Ai chặn? Chào mọi người nhé, tắt Có nghe con rồi. Diệp nhá. Con Diệp nhắn tin cho anh. Nhắn tin qua TikTok này. TikTok nhắn tin được mà. Anh Thái chào anh Tuyền hội em mới. Ok, chào Bùi Cường nhá. Bùi Tuyền Tuyền nó chặn em à? Chắc em mà nói bậy nó mới chặn, nhưng tự nhiên nó chặn gì? À, thằng con chó nó vừa vừa sủa đấy anh. Bùi Cương mà. Bùi Cương. À. À, lúc đó mới chụp vô lâu rồi. Đây này, anh em ơi. Anh em chỉ nói một câu để hỏi đấy, anh Thái anh là người cương trực, anh rất thẳng thắn. Xem tao ở ngoài, xem Tuyền ngoài đời Tuyền có răng có móm không? Sự việc xảy ra nhà anh Thái để chúng mày biết. Tao đi đâu tao chẳng có anh có em, tao đi đâu thể hiện đúng đúng bản chất con người mình luôn. Nhiều lúc nó cứ phải anh em răng có móm, nhiều lúc chán anh nhờ. Em ơi, anh bảo rồi, lên đây ấy, lên trên mạng xã hội này ấy, thì tất nhiên là nó sẽ có hai chiều. Bây giờ cả tụi mình mà không chịu cái áp lực đấy, cũng như là ông Nhạn đấy, ông Nhạn mà bây giờ mà không chịu được cái áp lực của dư luận mà ông ấy để cho bọn cho nó dắt mũi, thì ông ấy sẽ thành, sau này ông ấy sẽ thành một cái trò hề. Còn nếu ông ấy mà chịu được cái áp lực của dư luận mà ông ấy này nọ đấy, ông bỏ đi thì sẽ là, thì nó cũng yên thôi, đúng không? Nên trên mạng nó còn luôn nó qua hai chiều, thế nên là mình phải chịu cái áp lực của dư luận đấy, người ta sẽ nói này nói kia, chả qua người ta đem lại đến người tốt bằng mấy, vẫn có bọn nó chửi kể em kìa. Anh cứ anh chơi với ai ở thanh nhà, à anh chơi với ai ở thanh nhà thì biết vậy thôi, anh thì chơi với anh Thái thanh miện. Đức Cảnh ok em nhé. Tôi thấy anh Thái, cảm ơn Ngọc Dương 3366. Nói chung là tính mình nói thật luôn, không ai mà chẳng qua mà tự nhiên mình người ta không chọc mình chọc chả bao giờ mình chọc người ta cả, trừ khi là Ra người ta Quảng Ninh cảm nhận đi này, nên nhớ là mộng mơ ơi, tao nhìn mày rất quen mày nên nhớ là nhà Quảng Ninh ấy. Tao đi mòn nhiều đôi dép rồi. Được chưa? Bước chân ra xã hội đi làm đầu tiên là đi Quảng Ninh nhá. Năm 2000. Em đi Tô Mô biết anh Thăng không Tuyền. Là gì anh Thăng anh? tuần đấy bên em đang bên cam hay bên nào ấy, cam hả? Đang nhà mà. Ở đang nhà sao bọn làm thế, mai sang kia à? Hay là gì Vâng, mai em vào Thanh Hóa để thống nhất với anh em để chuẩn bị cho à, bây giờ ngày Thanh Hóa bây giờ nối sang gần đúng thì từ Bắc Ninh vào Thanh Hóa có 200 cây, từ không? từ Thanh Không, Hóa từ Thanh sang Hóa chỗ vào cho cửa Thanh Hóa khẩu, là bao cây? nói chung là từ Thanh Hóa, từ thành phố Thanh Hóa vào cửa khẩu là 120 cây, tổng là Bắc Ninh Làm thế vào là chúng ta đi, 320 cây, thế là 200 300 cây từ mình sang bên đấy là 300 cây. 300 cây đi mất 5 tiếng, từ Bắc Ninh đi mất 5 tiếng, gần Tuần mà anh, tuần gần mà anh. thế à? Mà nó là đường thẳng Bắc Ninh đi ra Pháp Vân Cầu Rẽ chạy một mạch mất một một Ngoài tiếng 20 phút là đến Ninh Bình, chạy từ Ninh Bình vào Thanh Hóa mất 90 phút nữa đấy, anh cứ tính đi. À đâu, mất 60 phút quên, từ đây bọn anh đi từ đây vào Thanh Hóa mất khoảng ba hai ba tiếng thôi, 2 tiếng rưỡi 3 tiếng thôi. 3 tiếng, 3 tiếng nó trồng khoảng 180 cây, 160 cây nó rơi ba khoảng tiếng này từ 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 Thanh Hóa vào cửa khẩu đó là 2 tiếng, bọn em đi mất tầm khoảng 5 tiếng. thì đấy, thế nó khác nhau từ Bắc Ninh ấy, có em các em đi khác nhau rồi. Đúng rồi, đi cửa khẩu Kẹo Lê Vương ấy, cửa khẩu Kẹo nhá. Chào Thế Thượng nhá, hôm nọ em gặp anh ở thị trấn chờ Yên Phong à? Chờ gặp Tuần à? Có bán hay gặp anh Chào Chủ tịch Cộng à, đồng đường Bà Đa nhá. mười gần nhỉ? Đúng rồi, không cứ chả Đấy, phải cần đi đường mười đâu,
Nếu mà Hải Dương mình mà bọn anh cho bọn anh tránh miệng thì bọn anh đi một phát là đi sang bên Hưng Yên đấy, sang bên Hưng Yên cho bắt đầu mình đi đôi cầu Đúng rồi, bọn Hải. anh nếu mà anh ở đấy nhá, anh đi tắt qua Hưng Yên sau anh đi ra Hà Lam anh lên cao tốc. Đấy. Thế đúng rồi gì? Phượng Hoàng mở rồi, quen thì Quảng Ninh giao lưu tí. Thôi mộng.